Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể tăng được cái lượt xem ở trên YouTube. Thì các cái cách để mà tăng lượt xem ở trên YouTube mà mình biết đó, thì gồm có 5 cách. Cách thứ nhất đó là SEO top từ khóa ở trên video để lên top của trang chủ trên YouTube nè. Cách thứ hai đó là các bạn làm video theo chủ đề nè. Cách thứ ba đó là các bạn re-up cái video của người khác, re-upload video. Cách thứ tư là các bạn sử dụng mạng xã hội để tăng cái lượt xem. Và cách thứ năm, cách cuối cùng đó là quảng cáo. Thì ngoài 5 cách này ra thì còn những cách nào khác thì mình không biết. Mình hiện tại biết chỉ có 5 cách này thôi. Và mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn các cái ưu điểm và nhược điểm của từng cái cách này. Và cách mình chia sẻ cho các bạn luôn là cái cách mình đang làm là cách gì để mà tăng cái lượt xem trên cái video của mình. Mặc dù kênh của mình có thể đã có lượng, có số ban đầu có lượt xem rất là ít, nhưng mà lúc sau khoảng chừng 1 tháng hoặc 3 tháng sau thì có rất là nhiều người xem. Đó, thì cái cách này mình chia sẻ cái cách mà mình đang làm cho các bạn biết, để các bạn cũng có thể tăng cái lượt xem lên giống mình. Tại vì mình thấy là cũng có nhiều bạn hỏi mình là làm cách nào để mà tăng cái lượt xem trên YouTube. Mặc dù là ban đầu cái lượt xem trên video của anh rất là thấp, nhưng mà lúc sau thì có rất là nhiều. Ok, thì đó là mình sẽ đi vào cái cách đầu tiên. Đó là các bạn hãy biết cách đó là SEO top từ khóa trên YouTube. Thì cái cách mà SEO top từ khóa trên YouTube này á, thì nó có một cái ưu điểm. Đó là khi mà nếu mà các bạn SEO top thành công á, thì nó sẽ rất là bền vững và các bạn sẽ không lo bị mất kênh. Và khi mà SEO từ khóa đối với một video thì rất là dễ, để tạo ra một cái video mà dùng cái từ khóa thì rất là dễ luôn. Nhưng mà có một cái nhược điểm của cái thằng SEO từ khóa này á, đó là nhược điểm của nó rất là lớn, là các bạn phải làm rất là lâu. Khi mà các bạn SEO top lên á, thì rất là lâu luôn mới có thể là SEO top thành công được, hoặc có thể là không SEO top được luôn đó. Nhưng mà nếu mà mình biết cách lựa chọn những từ khóa tốt thì mình có thể là SEO lên, mình làm quen là sẽ dễ. Rồi, cái cách thứ hai để mà tăng cái lượt xem đó là các bạn làm video theo chủ đề. Đó, thì cái việc mà các bạn làm video theo chủ đề này á, thì nó có rất là nhiều chủ đề nha các bạn. Mình nói gọn một vài chủ đề là ví dụ như chủ đề về trẻ em, đồ chơi trẻ em, hoặc là chủ đề về hài hước, hoặc là cái chủ đề về ca nhạc, chủ đề về bóng đá, lịch sử, những cái chủ đề về tròn. Đó là những gọi là những cái video theo chủ đề. Đó, các bạn làm video theo một cái chủ đề nào đó. Thì thông thường mình thấy các bạn trẻ hiện nay là các bạn làm những video về tròn hoặc là hài hước rất là nhiều, tại vì các bạn nghĩ rất là nhiều người xem. Nhưng mà nó có một ưu điểm thì mình cũng nói luôn, ưu điểm thực sự là những cái video đó có rất là nhiều người xem nha. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là các bạn phải sáng tạo đối với những cái video như vậy. Video làm theo chủ đề mà hài hước như vậy, các bạn buộc là các bạn phải sáng tạo, và các bạn phải thực sự hài hước và hay hơn so với những người khác. Nếu như mà các bạn không hay hơn người khác, không hài hước hơn người khác, thì video của bạn nó cứ chìm xuống phía dưới hoài và cũng sẽ không có ai xem hết. Đó là cái nhược điểm của nó. Và các bạn, những cái bạn mà làm video về theo chủ đề á, là những người đó có sức sáng tạo cực kỳ cao và phải sáng tạo rất là thường xuyên luôn mới có thể là hấp dẫn được người xem. Đó, thì cái đó là cái nhược điểm của cái việc là làm video theo chủ đề. Và mình thấy là hầu như các YouTuber hiện đại đa số là người ta đang làm theo, các bạn mới làm á, thì làm theo video theo chủ đề. Nhưng mà mình thấy là những cái bạn mà đã làm lâu và có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ thường là xem tốt từ khóa nha. Rồi, còn một cái cách khác nữa để mà tăng cái lượt xem trên YouTube, đó là các bạn re-upload video. Đó, các bạn thường hay suy nghĩ đến một cái cách đó là re-upload video. Thì cái re-upload video này á, là mình lấy những cái video như là phim nè, ca nhạc nè, hoặc là bất kể một cái video nào đó mà mình thấy hay, có nghĩa mình ăn cắp video của người ta, mình về mình dùng những cái phần mềm, những cái thủ thuật để mình xào nấu cái video đó để mà mình có được cái người xem. Nhưng mà các bạn làm video như vậy rất là dễ check kênh, những thằng Google nó càng ngày nó càng khôn và càng thông minh lên các bạn đó, thì cái video của bạn chắc chắn là rất dễ check kênh luôn. Và khi mà các bạn mà làm cái cách này á, rồi upload video này á, là đòi hỏi các bạn phải có kỹ thuật rất là cao thì mới có thể thoát được thằng Google. Khi thoát được thì sẽ có rất là nhiều người xem, nhưng mà nếu không thoát được thì các bạn sẽ bị mất kênh. Mà khi bị mất kênh như vậy thì các bạn sẽ không thu được tiền. Đó, mặc dù là có nhiều người xem thật nhưng mà không có tiền. Nó cũng như không à. Đó, thì đó là cái nhược điểm của cái việc rồi upload video. Rồi, cái tiếp theo đó là các bạn sử dụng cái mạng xã hội để tăng cái lượt xem trên YouTube cho các bạn. Thì cái việc sử dụng mạng xã hội này thì có rất là nhiều bạn sử dụng thành công,
và mình cũng đang làm thử một vài cái thì cũng có được tạm tạm ít người xem vậy đó. Thì cái việc làm này sẽ tối ưu hóa được cái người xem trên cho các bạn thôi. Còn cái nhược điểm của cái việc mà làm cái mạng xã hội này á, là cộng thêm cái mạng xã hội này thì nó sẽ các bạn phải đầu tư thêm cái thời gian vào học học thêm những cái lý thuyết ở trên mạng xã hội, làm sao để thu hút được người xem trên mạng xã hội nữa đó. Thì cũng giống như các bạn học làm sao thu hút được người xem trên YouTube vậy đó. Đó là một cái kênh phụ để các bạn ấy thôi, nhưng mà các bạn phải đầu tư thêm thời gian. Nhưng mà mình cũng khuyến khích là các bạn làm theo cách này, đầu tư thêm cái học hỏi thêm cách này nha. Rồi cái cách thứ năm để mà chúng ta có thể là thu hút được cái lượt xem trên YouTube, đó là các bạn sử dụng cái cách đó là quảng cáo. Thì cái làm quảng cáo này á, ưu điểm của nó là các bạn sẽ có một ngay lập tức là các bạn sẽ có một cái lượt người xem nhất định luôn, có thể là 1.000, 5.000, 10.000 có vào người xem này luôn, và có thể là có lượt đăng ký từ những cái lượt quảng cáo đó luôn. Nhưng mà cái nhược điểm của chúng ta á, đó là chết vì cái ngu, và cái thứ hai nữa là chúng ta phải tốn tiền các bạn. Nếu như mà các bạn quảng cáo trên YouTube cũng là một cái nghệ thuật nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Các bạn phải biết đối tượng của cái video của các bạn là gì để các bạn tung tiền vào nó, lựa chọn đối tượng từ khóa như thế nào để cho nó phù hợp, cho nó đúng. Thì từ đó các bạn sẽ không bị tốn tiền mà lại có lượt người xem đúng nữa. Khi mà các bạn có lượt người xem đúng thì người ta mới xem lâu thì cái video của bạn mới lên nhanh, lên nhiều được. Đó, thì cái cách làm này của các bạn nếu mà không đúng thì sẽ bị tốn, nhược điểm nó sẽ tốn tiền này. Sẽ vừa tốn, có khi là tốn tiền lại không có được mang lại lợi ích gì luôn. Đó. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn là có 5 cái cách để mà các bạn có thể là tăng cái lượt xem video ở trên YouTube. Thì mình có thể là mình nói cũng hơi nhanh một chút xíu, nhưng mà các bạn, nếu mà nhanh quá thì các bạn có thể tua lại và xem lại cái video này của mình nha. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà mình hiện tại ở đây là có 5 cách đúng không? Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà mình đang làm. Cái cách mình đang làm đó là mình đang SEO tốt cái từ khóa video này. Thì mình làm cái cách này á, mình thấy được là khi mà mình SEO tốt được từ khóa rồi á, thì cái lượng người xem nó có đều hàng ngày hàng giờ, và nó phi lên rất là nhanh luôn. Đó. Rất là cực kỳ là nhanh luôn. Ví dụ như ở đây mình có thể là cho các bạn xem dịp nào đó thì mình sẽ cho các bạn xem cái cách khi mà mình SEO tốt được thành công thì từ khóa nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ chỉ nói ở đây thôi là cái việc là mình SEO tốt từ khóa thôi. Đó, cái cách làm của mình là mình SEO tốt từ khóa. Còn các bạn muốn biết SEO tốt từ khóa như thế nào, ra làm sao á, thì các bạn xem tiếp cái video ở phía sau này của mình nha. Sau đây mình có làm một cái video khác để cái cách nữa mà SEO tốt từ khóa video này. Đó, mình có giới thiệu ra đây cho các bạn là SEO tốt từ khóa video trên YouTube này. Đó. Ok, thì cái phần chia sẻ của mình cho các bạn về cái cách để mà tăng cái lượt xem video trên YouTube đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác về những cái thủ thuật để mà các bạn có thể kiếm tiền trên YouTube được hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.